Xin được kính chào quý cô bác anh chị và các bạn trong nhà ngoài nước đã đến với kênh Minh Chí TV. Thì lời đầu tiên cho phép chủ kênh xin được gửi lời chào trân trọng, là chúc sức khỏe, là chúc bình an đến tất cả các bác anh chị và các bạn trong nhà ngoài nước nha. Chào cả nhà. Thì hôm nay thì chúng ta tiếp tục trò chuyện cái câu chuyện liên quan đến cái drama. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói đến một cái nhân vật đình đám hay của anh chị. Đình đám về cái việc mà coi như là không liên quan đến mình, nhưng mà không biết sao lại đi vào drama tấn công cô Nguyễn Phương Hằng. Và cô này hình như là có vấn đề về cái đầu của cô anh chị ơi, hơi bị ngáo, hơi bị ngáo á. Thật ra thì cô bác anh chị mà có theo dõi cái drama này cũng biết rồi ha. Cô này thì cổ về văn 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 thì cổ là chùm rồi ha. Người ta nói là coi như cổ là coi như là gì, cổ nói là cổ là một người nghe chủ tịch gì đó, là có một cái khu công nghiệp thuốc trị liệu lớn nhất nước Việt Nam, không biết như thế nào ha, giới thiệu dữ dằn lắm, ghê gớm lắm. Nhưng mà cuối cùng thì coi như cái nhà kia thì cũng thê, cái nhà đang ở cũng thê, rồi chủ nợ đến đòi nợ, quậy tè lê học me từ lưa hợp mưa luôn hả. Có anh gì đó làm nhà đã rồi đó mà không trả tiền của người ta đó, để người ta đến trực tiếp đến nơi người ta đòi nợ luôn đó. Mà trốn trốn không dám gặp chủ nợ đó. Rồi lên là nói tầm bậy tầm bạ, nói gì Đại Nam mà cái như là sắp bán rồi đó, bán rồi, rồi Đại Nam đang thiếu nợ được như là ngân hàng mấy ngàn tỷ, mấy chục ngàn tỷ gì đó. Trời ơi, bán đồ bán đó, mới coi như là khai trương cái nhà máy găng tay coi như là trị giá triệu đô đó. Rồi rồi người ta làm ăn càng ngày càng mở rộng và có những cái nước đi mà giúp ích cho đời, cho xã hội đó. Nhà nó để xây dựng được một cái nhà máy như vậy đâu phải đơn giản đâu có anh chị. Mà cái cô này cũng hơi bị ngáo á, thiệt á. Cái việc mà nếu mà nợ ngân hàng được mấy ngàn tỷ rồi, mấy chục ngàn tỷ đó, thì tài sản của bác anh chị biết là coi như là cỡ nào. Ai đã từng đi vay thì cũng biết rồi ha, của bác anh chị đừng từng đi vay cũng biết rồi, phải coi như tài sản thế chấp thì ngân hàng người ta mới cho vay. Ngân hàng người ta rồi nắm 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 hết ha, chứ không phải là coi như không biết gì ha, hoặc là coi như là người ta không phải là cái dạng ngáo như cô. Rồi cái vụ mà coi như là nói là cái là góp gì góp góp cô hàng mà góp vào quỹ phòng chống Covid đó. Tại sao mà không góp tiền mà góp đất, trời đất ơi. Này nữa cái vụ này nữa em bó tay được quá anh chị. Cô ta là chủ tịch, không biết chủ tịch cái gì nữa, chủ tịch cái kiểu gì nữa. Cô bác anh chị biết rồi, đều biết rồi, những cái người mà đại gia, những người mà giàu á, thường thường người ta đâu có để tiền coi như là ngồi không. Cô bác anh chị, một trong những cái kênh mà đầu tư họ yêu thích nhất, cái khẩu vị mà coi như là họ thích nhất đó là đầu tư vào bất động sản. Tiền ai mà để ngàn tỷ trong trong két mà, hoặc là trong nhà mà ở không của bác anh chị đó, gửi ngân hàng có lãi đi họ còn không muốn gửi nữa. Rồi cái cô này thì cũng có dây dính gì tới cái vụ mà ông Mai Xuân Cường, Mai Xuân Kiết gì đó. À, thì không biết sao rồi bạn mình bạn à, không biết làm sao, lúc trước là bạn của anh chị thì bạn Mai Xuân Cường liên hệ rồi cho 100 ngàn mà không biết làm sao à, thì báo chí bữa anh Đức Hịnh báo chí cũng đưa là một cái cô phụ nữ tên L à, tên L và đưa cái những hình ảnh cho anh Mai Xuân Cường này để anh Mai Xuân Cường này gây sức ép tống tiền cô Nguyễn Phương Hằng à, và cái này là báo công an cũng đã nêu rồi ha, công an anh chị. À, báo anh Hỉnh không nêu rõ chứ báo an nêu rõ là hình ảnh cắt ghép nha, hình ảnh cắt ghép, hình ảnh nóng á, à, nóng lạnh gì đó à, nhưng mà báo của anh Đức Hỉnh thì ảnh đưa lập lờ đánh lặn con đen dữ lắm à, không có rõ ràng giống như báo công an à, nhân dân à, thì cũng đã mấp mé rồi ha. Mà sao kỳ vậy, đồng chí đồng trận không mà người ta đến cho 100 ngàn để mua cạc mua sim gì đó à, để mà coi như là tống tiền cô Nguyễn Phương Hằng. Trời ơi, thấy bạn mà chơi với bạn ha, chơi bạn tốt ghê ha à, thấy bạn mà coi như là đi đi có những hành động như vậy mà còn cung cấp rồi suối bạn mà làm vậy để mà vi phạm pháp luật nha. Cũng may là cô Nguyễn Phương Hằng có cái như là có cái tâm thiện ha, thấy cái hình ảnh của cái anh này tội nghiệp quá nên cổ xin tha hay có anh chị. Nhưng mà đối với cô Đinh Lan Trạ này thì cô Hằng không có tha đâu ha à.
Thì liên quan đến cô này thì mới đây thì cô anh chị có cái thông tin cô này có đưa lên ha. Trời ơi sao mà tự nhiên nói vậy mà khai ra đức hỉnh hèn ni gì đó, đờm gì đó, vừa khô vừa quần điên tùm lum ta la đây nè ha. Tự nhiên cái là nói là công an Bình Dương mời 5 người nữa. Trời đất ơi. Nè, cậu ta đưa lên một dòng status nói gì cô anh chị ha. Có tài. Để đọc cô bác chị nghe nghe rồi ha, này nó không có được rõ rồi. Vụ Mai Xuân Cường kết thúc mà Đinh Lan Trạ không có tội thì bà Hằng có tội thôi. Không biết như cái này nói gì nữa. Vụ Mai Xuân Cường ra tòa là Mai Xuân Cường là bị cáo, cô Hằng là bị hại, mà bây giờ không biết sao vụ này là coi như là Đinh Lan Trạ nói là cô Hằng sẽ có tội, không biết là cái như là cô này là liệt sư cái kiểu gì nữa, nghe nói cũng học lực. Toàn thành phần gì đó không đó, không lẽ là em đi theo những thành phần gì của bác chị em trước đây có mấy đồng chí đồng rận trước đây liên hệ giao lưu với Lan Trạ rồi dữ lắm, trời ơi tung hô rồi nữa, em mắc cỡ dùm. Thiệt rất là mắc cỡ của anh chị đó. Tự nhiên cái một cái vụ việc đang là bị hại bây giờ kêu kêu người ta là có tội luôn à, trong khi mình á báo chí chính thống cũng đưa thông tin là nghe có một người phụ nữ tên anh L đưa những hình ảnh cắt ghép à, cái này là căng lắm nghe à, nhục mạ người khác nghe, lấy những điều mà không có thật để mà nhục mạ người khác, mà người ta là CEO đó, ảnh hưởng đến kinh doanh của người ta mà người ta quy ra giá trị rồi đền rồi má nhìn không ra nữa, hiện nay tình hình coi như là trả tiền thợ còn chưa có. À, để coi như người ta đến quậy thì nó cỡ gì chưa mất cỡ hả, nó mà tiền đâu mà đòi bồi thường nha bà Hằng, bà chơi tới là mệt nha. Rồi tiếp cái nhà công an tỉnh Bình Dương mời Đinh Lan Trạ cùng 5 người nữa là Đức Hỉnh, Hèn Ni, ca sĩ Đồm. Ơi sao mà có hai ông này nữa. Rồi, cô Hằng coi như là chơi lớn dữ hen, đúng là cô nói là có thiệt cô anh chị à, va là chạm cảm là xúc mà à, vừa khô quần điên bà con yên tâm nha, vì công an tỉnh Bình Dương đợi đúng 15 ngày bản án của Cường có hiệu lực thi hành mới xử lý bà Nguyễn Phương Hằng tội vu khống và làm nhục người khác được. Bà Hằng dùng thủ đoạn đê hèn muốn tống Đinh Lan Trạ vào tù trong vụ Mai Xuân Cường nhưng không thành. Trời đất ơi mà không hiểu sao cô này cũng ảo tưởng không biết bị gì không, cái đầu ngón nghĩ gì đó. Trong cái giấy mời của công an Bình Dương mời cái cô này là mới đây ngày 11 tháng 1 á 2022 á, thì người ta mời về việc liên quan đến nội dung đơn tố giác của bà Nguyễn Phương Hằng à, nó có như là cô Hằng đang là người đang đi tố cáo mà bây giờ cô nói là coi như là xong cái vụ mà ông Cường đó thì mà bên coi như là cơ quan các quan chức năng sẽ coi như xử lý bà Hằng không biết sao bó tay nói gì nói cũng được bó tay này mà mốt đi là chìa cái giấy bên hàm tử ra là té ngửa của bác chị. Mà không biết sao mà con này cũng tự nhiên cũng khai ra một bài như là Đức Hỉnh Hèn Ni biết từ đồm gì đó, rồi vừa khô rồi quần điên gì nữa à, không lẽ tới công chuyện này sao cái anh vừa khô với quần điên này cái anh này giờ im ru hả, bây giờ cơ quan chức năng người ta khởi tố bị can á, cái nhóm mà anh mà BA đó, cái nhóm BA mà đưa thông tin không đúng đó im ru và rù, hay là cái như mấy anh tưởng mày nghĩ mà anh đứng trên pháp luật được hay sao, mấy anh mạnh hả, nó chú tiểu mồ côi bây giờ toàn là cái sản phẩm lụm lon không hả, sản phẩm lụm lon không bây giờ cũng im ru bùm rù là sao. À, coi quá coi thường khán giả hả? Mấy anh là đứng chơi pháp luật Việt Nam hay sao? Mấy anh đặt giả mặt, giả bộ như ngây ngô, giả khờ, giả điên khiên đồ Mỹ không hen? Tôi tưởng mấy anh là coi như là cũng có vấn đề đó. À, cô anh chị ha, vụ mà năm chú đái là cũng như là thầy ông cố nội đó, là coi như là lên tới thời điểm hiện nay thầy ông cố nội mà coi như gây ra những vụ việc mà từ lưa học mưa đến hiện nay á, gây cho những cái gia đình như anh Thắng chị Mai mà coi như là sắt bất sang bang đó, gia đình coi như là bây giờ có được vui ngày nào đâu ha, con cái bị vậy sao làm cho không vui được đó.
thì cô bác chị nghĩ là ai ai là người coi như là gây ra cái chuyện này? Bia hả? Bia lỡ hả? Mà cái vụ mà bên 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 cục trẻ em này đó, những cái người mà lợi dụng trẻ em á đó thì đã thấy rõ rồi ha, bên quần điên và những cái tên chọc đó đem trẻ em ra để mà coi như là lợi dụng trục lợi tình thương rồi làm trò để mà nuôi những người lớn ở trong đó. Vào vụ việc chúng ta phải rõ cụ thể rõ ràng chứ, trước đây chả thấy đâu, tới nay yêu cầu thế này yêu cầu thế kia. Em cũng không hiểu, em có anh chị à. Bây giờ những hình ảnh đó là trên kênh Năm Chú Đái với kênh của những cái kênh của bên quần điên thì nó nhiều nhất chứ ai à. Thì đề nghị cái xóa những cái hình ảnh đó à, mà ai lợi dụng trục lợi những cái đứa trẻ này nhiều nhất thì coi như là vô cuộc đi à, điều tra coi cụ thể như thế nào em. Rồi em xin phép dừng video ở đây. Cô anh chị nghe những bình luận trên của em có ý kiến gì thì comment bình luận phía dưới video này nha. Cô anh chị ủng hộ cho một like, ai chưa đăng ký kênh ủng hộ em. Cảm ơn cô anh chị rất là nhiều. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và mọi điều bình an. Xin chào và hẹn gặp lại cô anh chị ở những video lần sau. Bye bye.